Thưa quý vị, trong 2 ngày vừa qua tại phố đi bộ Hoàng Kiếm, sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023 đã giới thiệu về một Tây Ninh đậm bản sắc với nhiều hoạt động và trải nghiệm hấp dẫn tới người dân thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước. Muối tôm, tỏi ớt, bánh tráng, mãng cầu, đơn ca tài tử, muối trống, chay dăm. Đây chính là những sản vật đặc trưng truyền thống và hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Tây Ninh trong sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội. Tại đây, những nét văn hóa độc đáo và vẻ đẹp con người mảnh đất Tây Ninh đã được giới thiệu sống động. Ngày Tây Ninh tại Hà Nội cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển của du lịch Tây Ninh, tiến tới mục tiêu đến năm 2030, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển các ngành lĩnh vực khác của địa phương Đông Nam Bộ này.